Chương trình 24 giờ chuyển động. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại Tiền Giang, 16 năm tù cho 4 đàn anh dùng luật ngầm uy hiếp cưỡng đoạt tiền của học viên cai nghiện. Bến xe ngàn tỷ lớn nhất nước ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thoát ế sau gần 2 năm hoạt động, làm gì để giải cứu? Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào thử nghiệm thiết bị công nghệ hiện đại để khám sức khỏe cho cây xanh, thay vì hình thức trực quan thủ công như trước đây. Cận cảnh và khám phá chiếc siêu du thuyền có giá đắt nhất thế giới được làm từ nhiều kim loại quý. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài thông tin sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Song song đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Kiều Tiên và Việt Anh. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Chuyên mục tin nóng Thú vị tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang có trụ sở tại huyện Châu Thành, Bốn đối tượng thuộc nhóm học viên trách nhiệm đã dùng luật ngầm để cưỡng đoạt tiền của các học viên cai nghiện. Liên quan vụ việc này, mới đây tòa nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bốn bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Phong 40 tuổi 5 năm tù, Nguyễn Văn Lâm 35 tuổi và Nguyễn Văn Thông 36 tuổi, mỗi người 4 năm tù. Lê Hoàng Minh 34 tuổi 3 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải trả lại hết toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt cho các nạn nhân. Theo cáo trạng từ cuối tháng 11 năm 2019, công an huyện Châu Thành phát hiện cơ sở này xảy ra nhiều trường hợp học viên bị đánh, sau đó cưỡng đoạt tài sản nên tiến hành điều tra. Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, tại khu B xảy ra tình trạng học viên mới khi đến đã bị nhóm học viên trách nhiệm do Phong làm đội trưởng đánh chào khu, chào Phong và đánh khi vi phạm nội vụ. Để không bị đánh, các học viên phải liên lạc với người thân để đưa tiền cho học viên trách nhiệm. Phong có vai trò vừa là chủ mưu, vừa là người thực hành, Lâm, Thông và Minh là đồng phạm với vai trò vừa là người thực hành, vừa là người giúp sức. Tổng số tiền 4 bị cáo trên đã chiếm đoạt của các học viên là 155 triệu đồng và một xe máy, tương đương số tiền 6 triệu đồng. Thưa quý vị, kiếm nhật và súng nhựa bị vứt lại hiện trường sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 6 trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều người sợ hãi. Nguyên nhân của vụ hỗn chiến này xuất phát từ việc con trả thù cho cha. Hậu quả, nhiều đối tượng bị chém trọng thương, trong đó có một đối tượng bị chém gục tại chỗ. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 6, tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ hỗn chiến, truy sát náo loạn. Hai nhóm côn đồ đuổi chém nhau từ đường Nguyễn Hoàng qua đường Đỗ Quang tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, khiến người đi đường sợ hãi. Hậu quả của vụ hỗn chiến, Lê Đắc Hiếu, 27 tuổi, bị chém gục trước nhà 116 Đỗ Quang. Theo công an quận Thanh Khê, ngày 19 tháng 6, ông Trà Huy Trí, 52 tuổi, bị phục kích ở đường Nguyễn Phước Thái, phường An Khê, bị thương ở đầu và vai. Nghe tin cha bị đánh, con ông Trí là Trà Hưng Thọ, 26 tuổi, gọi bốn côn đồ cùng một người em họ, chưa rõ lai lịch, để đi trả thù cho cha. Qua dò la, hai cha con xác định nhóm Lê Đắc Hiếu, Mai Xuân Trí, 26 tuổi, có liên quan đến người đánh ông Trí. Chiều ngày 22 tháng 6, phát hiện Hiếu và Mai Xuân Trí đang ngồi nhậu tại quán trên đường Nguyễn Hoàng cha con Trí và Thọ liền xông vào đánh. Hiếu và Mai Xuân Trí bỏ chạy, về lấy hung khí và quay lại ngân chiến. Hai bên trang bị hai cây kiếm, một cây ba chĩa, một bình xịt hơi cay, một khẩu súng nhựa, đuổi chém nhau từ đường Nguyễn Hoàng qua đường Đỗ Quang. Sau vụ truy sát, cả hai bên đều bị thương và cùng nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài Hiếu gục tại chỗ, Trà Huy Trí bị chém vào đầu, Mai Xuân Trí, Trà Hưng Thọ bị chém ở tay. Trong lúc đang được điều trị, Thọ đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã triệu tập 4 nghi phạm liên quan vụ truy sát gây náo loạn trung tâm thành phố để làm rõ nguyên nhân. Thú vị trên các mặt báo những ngày này nóng lên câu chuyện liên quan đến công trình ngàn tỷ, đó chính là bến xe miền Đông mới. Là bến xe được xây dựng hiện đại và quy mô lớn nhất nước. Bến xe mới này tọa lạc ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của một thành phố hơn 10 triệu dân và góp phần giảm ung tắc giao thông cho khu vực nội đô. Thế nhưng sau gần 2 năm đi vào hoạt động, bến xe miền đông mới vẫn luôn trong tình trạng ế khách, gây nên sự lãng phí rất lớn về nguồn lực đầu tư, hạ tầng bến bãi, phương tiện, công nghệ. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận về bến xe 4.000 tỷ đồng vẫn ế khách sau 2 năm hoạt động trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Cả bến xe với quy mô có thể tiếp đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày, thế nhưng chỉ lắc đác dài bổng người, chủ yếu là bảo vệ, nhân viên. Thi thoảng mới có hành khách đến mua vé xe. Đây là tình cảnh hiện tại của bến xe miền đông mới, tòa lạc tại thành phố Thủ Đức, được xây dựng rộng đẹp. Xong, bến xe này trong tình cảnh ế khách từ gần 2 năm nay. Chị Lê Thị Minh, tỉnh Thanh Hóa, nói. So với các cái bến xe khác ấy, thì cái bến xe này nó, nó, khá là vắng vẻ. Lúc ra này nhưng cũng hơi hơi lo. Nhưng mà sau, sau khi nói chuyện với cô bán vé thì cô bảo là khoảng 30 phút nữa thì có xe. Bến xe miền đông mới được xây dựng trên diện tích 16 hectare, tổng vốn đầu tư gần khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thay thế bến xe miền đông cũ ở quận Bình Thạnh đã quá tải, chật hẹp và thường xuyên ủng tắc do nằm trong nội đô. Thế nhưng từ khi đi vào hoạt động, bến xe mới đã không được đón nhận. Phần vì bến xe mới nằm xa trung tâm, thiếu kết nối giao thông; phần vì tâm lý chung của nhiều người muốn một bước lên xe, chọn bến xe gần nhà. Chị Nguyễn Mai Linh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bến xe miền Đông là đi đường lại xa xôi, xong rồi bất tiện nữa, chi phí đi lại thì rất là đắt, nên là em thuận tiện gần đây thì em ra bến xe miền Đông, em uh, mua vé và về quê. Anh Nguyễn Văn Dòng, tài xế xe khách chia sẻ: Được có mấy khách trên xe này thì không đủ chi phí, không đủ chi phí là, là, là phải bù đủ để giữ tuyến thôi. Bến xe đây nhưng mà người ta nhiều người hỏi người ta cũng không biết là bến xe ở đây vì cái nằm cái, 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 nó nằm rất cách biệt xa cái ngoài thành phố này. Mỗi ngày chỉ vài chục, chưa đến 100 khách trên 9 chuyến xe đường dài xuất bến, chưa kể nhiều khách được trung chuyển từ bến xe miền Đông cũ ra. Bến xe miền Đông mới đang là sự lãng phí lớn trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn gia tăng và các bến xe khách liên tỉnh đang gồng mình đón khách. Sự lãng phí sẽ còn kéo dài nếu cơ quan chức năng không sớm có các giải pháp kết nối giao thông, tạo sự thuận lợi đi lại cho người dân, xóa bến cấp bến dù, cũng như chuyển đổi công năng của bến xe miền Đông cũ để bến xe mới thu hút được khách. Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Khoảng hơn một năm nữa thì cái tuyến metro số 1 sẽ đưa vào khai thác. Cái này, cái này cũng góp phần cái, cái cái việc mà kết nối thuận lợi từ cái trung tâm thành phố về cái khu vực bến xe miền Đông mới này. Các vượt ở khu vực bến xe miền Đông, các tuyến được kết nối trong nội bộ và lân cận thì cũng phải sớm được triển khai hoàn thành. Theo các cơ quan chức năng thì bến xe miền Đông cũ đã không còn phù hợp với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và việc bến xe miền Đông mới quy mô hơn, hiện đại hơn ra đời là tất yếu để đáp ứng nhu cầu đi lại của thành phố hơn 10 triệu dân. Vì vậy cần có những giải pháp quyết liệt khẩn trương của phía cơ quan chức năng cũng như sự thay đổi thích ứng từ người dân để không lãng phí bến xe hiện đại nhất nước này. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đã chú ý. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều xe thổ quá tải dẫn lưu thông trên đường cầu Long Biên, Hà Nội, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và chất lượng cầu, đơn vị quản lý đường sắt Hà Hải đã lắp đặt các camera trên cầu để giám sát những tình trạng này dẫn tái diễn. Và để ngăn chặn triệt để xe ba gác, xe ô tô đi lên cầu, mới đây đơn vị này đã lập hàng rào cứng giữa hai đầu cầu, bước đầu mang lại hiệu quả. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận chi tiết trong chuyên mục Đông Tây Chuyển Động. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các lối lên cầu đã được lực lượng chức năng thiết lập hàng rào cứng ngăn cách. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu trên 120 tuổi, nhiều người dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương này. Một người dân sống tại Hà Nội chia sẻ. Để phân làm phân luồng như thế này, là tôi thấy trong khoảng thời gian này là rất là tốt. Ủng hộ các ban ngành đã làm như thế này. Cao điểm thì lên cầu vẫn hơi ùn tắc, nhưng mà chỉ là một cái khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà sau này thì cũng rất là mong là có thể xây dựng một cây cầu mới một người dân khác cũng sống tại Hà Nội thì cho biết có những cái trường hợp mà ô tô uh, ô tô xe ba gác đi lên cầu đấy ảnh hưởng đến cầu đấy từ cái hồi tôi thấy có cái bài phân đàn phân luồng này tôi thấy rất hợp lý tôi ủng hộ cái chủ trương này Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đơn vị quản lý khai thác cầu Long Biên cho biết đã lắp các camera trên cầu để giám sát nhưng tình trạng xe ba gác, ô tô vẫn cố tình đi lên cầu để ngăn chặn triệt để, đơn vị này đã phải lắp giải phân cách ở phía lối dẫn lên cầu. Ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng phòng kỹ thuật an toàn công ty cổ phần đường sắt Hà Hải cho biết: Qua hai ngày mà công ty mà sử dụng biện pháp gọi là cưỡng bức qua cầu này thì hiệu quả là rõ rệt luôn. Hiện nay là xe ba gác là gần như là hết chỉ còn một vài cái xe gọi là lỗ xe gác nhưng mà cái cái thùng nó nhỏ không có mui là người ta qua được cố tình người ta qua thôi còn ô tô thì đương nhiên là hết cái này ô tô không thể vào được cầu công ty của phần đường hà hải đã đề nghị với cả tổng ty và cục và bộ giao thông là tiến hành kiểm định toàn bộ cầu khi mà có kết quả của kiểm định thì là chắc là bộ là sẽ có cái phương án uh, sửa chữa tổng thể cái cầu việc lắp giải phân cách chỉ là giải pháp trước mắt bảo vệ cho cây cầu Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ngành đường sắt đánh giá hiện trạng, sau đó tiến hành sửa chữa tổng thể cầu Long Biên, dự kiến tiến hành vào năm 2023. Thú vị, chúng ta đang bước vào mùa mưa và giới người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh nó ám ảnh đường ngập, di chuyển khó khăn mỗi khi mưa xuống, thì người dân ở đây còn lo sợ trước tình trạng cây xanh ngã đổ liên tục xảy ra trên địa bàn. Đúng vậy, thực tế là đã có nhiều vụ cây xanh đổ đè chết người khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Trước nỗi lo này, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra các giải pháp nhằm ứng phó với sự cố có thể xảy ra. Và thưa quý vị, thiết bị công nghệ hiện đại đã được đưa vào thử nghiệm để khám sức khỏe cho cây xanh và thay vì hình thức trực quan thủ công như trước đây. Cơ chế hoạt động của thiết bị hiện đại này là như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận thực tế sau đây. Thiết bị thăm dò sức khỏe cây xanh hoạt động dựa trên việc khoan thăm dò lực cản sâu bên trong thân cây xanh để phát hiện các cây xanh bị bỏng rỗng bên trong thông qua mũi khoan nhỏ. Đồng thời, máy cũng đo được dòng nhựa cây từ rễ lên các cành lá. Khi máy cho ra kết quả sẽ được phân tích đánh giá, qua đó đơn vị quản lý sẽ có cơ sở để nên hay không đống hạ cây để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Công ty cũng đang trong cái giai đoạn đầu để thu thập những cái dữ liệu phối hợp với các nhà khoa học chính là trên các cây như là sao đen, dầu con đái, sò khỉ và những cây liêm xét để trước mắt là thu thập dữ liệu. Sau đó là cũng có phân tích đánh giá cái dữ liệu trên các cơ sở khoa học. Rồi từ đó là mới xây dựng cái quy trình để chờ các cơ quan chức năng xem xét dữ. Việc chăm sóc thăm khám sức khỏe cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay bằng hình thức thủ công trực quan theo kinh nghiệm là chính, do vậy khó có thể phát hiện được độ mục rỗng sâu bên trong thân cây, nguy cơ mất an toàn cây xanh luôn hiện hữu. Việc áp dụng công nghệ máy khoan là bước tiến mới trong công tác chăm sóc bảo dưỡng cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Tuấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nói: Ở trên thế giới cũng có nhiều cái cái hình thức để kiểm tra sức khỏe cây xanh, đặc biệt là về kỹ pháp cái siêu âm hiện nay thì thành phố cũng đang cũng như mà thí điểm để mới đưa vô đại trà nó không phải là cái máy đó chỉ sử dụng cho một cây xanh mà sử dụng cho rất nhiều cây xanh đó, và sử dụng liên tục ngoài việc thực hiện phương pháp siêu âm cho cây xanh để chẩn đoán sớm những vấn đề cây xanh đang gặp phải và có phương án xử lý an toàn thành phố hồ chí minh phải nghiên cứu đưa vào trong các loại cây phù hợp với thiên nhiên khí hậu của địa bàn thành phố để hạn chế những loại cây không phù hợp kém phát triển dễ gây đổ Thưa quý vị, tàu Energy Observer, con tàu độc nhất vô nhị trên thế giới chạy bằng 3 nguồn năng lượng không phát thải là năng lượng mặt trời, gió và hydro và địa điểm mà con tàu này đang neo đậu chính là tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 29 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ là điểm dừng chân thứ 73 trong chuyến du hành vòng quanh thế giới của con tàu Energy Observer và là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình Đông Nam Á. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con tàu độc nhất vô nhị trên thế giới này. Khởi hành vào năm 2017 từ San Malo, Energy Observer đã đi hơn 50.000 hải lý, thực hiện 72 lần dừng chân, trong đó có 16 lần tổ chức làng giáo dục lưu động và đến thăm hơn 40 quốc gia. Chuyến du hành này với sứ mệnh chính là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông qua đội mới sáng tạo bằng cách chứng minh rằng các công nghệ và sự kết hợp năng lượng trên tàu hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và có thể được nhân rộng hơn cả trên mặt đất và trên biển. Tàu Energy Observer có chiều dài 30m và có chiều ngang là 12m. Tốc độ tối đa có thể lên đến 14 hải lý một giờ. Tàu có thể chạy bằng năng lượng mặt trời, năng lượng nước và cũng có thể căng bờm lên để chạy. Con tàu được trang bị hơn 200 tấm pin năng lượng mặt trời, được thiết kế phía trên tàu với tư cách là đại sứ đầu tiên của Pháp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững, chuyến du hành này cũng nhằm khảo sát toàn bộ những giải pháp có lợi cho quá trình chuyển đổi sinh thái và nâng cao nhận thức của mọi đối tượng về sự chuyển đổi cần thiết này thông qua một loạt nội dung truyền cảm hứng và mang tính giáo dục như phim tài liệu, loạt phim đăng tải trên web, bài báo khoa học, triển lãm lưu động. Tại điểm dừng chân 73 này, thủy thủ đoàn của Energy Observer đã giới thiệu hệ thống không phát thải tự động của con tàu đến du khách và các nhà hoạch định chính sách, và như mọi khi cho nhiều sinh viên và học sinh với sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, một chiếc siêu du thuyền mang tên History Supreme có giá đắt nhất thế giới hiện nay lên tới 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Nó đang thuộc sở hữu của doanh nhân nổi tiếng ở châu Á và ngay bây giờ mời quý vị cùng khám phá chiếc siêu du thuyền có giá đắt nhất thế giới này. History Supreme được thiết kế bởi Star Art Hills, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Anh, du thuyền đắt nhất này đã được một doanh nhân Malaysia mua với giá khủng là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Mức giá cực kỳ cao cho chiếc du thuyền này là do việc sử dụng hàng tạ kim loại quý như vàng nguyên khối và bạch kim. Các kim loại quý được sử dụng để làm gần như toàn bộ du thuyền từ chân tàu đến khu vực ăn uống, cầu thang. Du thuyền History Supreme khẳng định được vẻ đẹp sang trọng, xa hoa qua từng chi tiết, có thiết kế độc đáo và tinh tế từ nội thất đến ngoại thất. Một trường trung học ở Texas, Mỹ vừa trải qua buổi lễ tốt nghiệp hết sức đặc biệt khi mà có sự tham gia của 35 cặp sinh đôi và một cặp sinh ba. Trường trung học Mansfield đã tổ chức sự kiện tại sân vận động Vernon Newsom đánh dấu ngày ra trường dành cho học sinh cuối cấp. Sự kiện được vinh danh kỷ lục với nhiều học sinh tham gia là cặp sinh đôi, sinh ba. Bên cạnh những cặp song sinh có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, cũng có một số cặp song sinh khác trứng mà nhìn thoáng qua sẽ không ai biết họ là sinh đôi. Năm 2017, trường trung học ở New Australia, Winnesca đã lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Một trong số đó là kỷ lục với 45 cặp sinh đôi và một cặp sinh ba học tại trường. Tiếp theo là kỷ lục thế giới rất thú vị khác cũng đến từ tiểu bang Texas của Mỹ. Thưa quý vị, chú chó tên là Rút có chiều cao hơn 1 m và nặng 70,3 kg. Chú chó này đã được ghi danh vào kỷ lục Guinness là chú chó cao nhất thế giới chiều cao của nó đã đánh bật mọi chú chó khiến nhiều người dân và lũ trẻ trong vùng tưởng rằng chus thật sự là một chú ngựa chus là chú chó giống redden màu xám và nâu được tổ chức kỷ lục guinness công nhận là chú chó cao nhất thế giới với chiều cao hơn 1 mét khi đứng thẳng bằng bốn chân mỗi lần chus đi ra ngoài thì ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người vì chiều cao quá khổ mọi người thường hỏi chủ nhân của nó có bí quyết gì khiến chú chó cao lớn như vậy không nhưng câu trả lời là không nó thường ăn 6 cốc thức ăn mỗi ngày, chưa bao giờ để chủ nhân cấu gắt vì nghịch ngợm hay phá phách. Nó khá hiền, hòa đồng. Trước đó, kỷ lục con chó cao nhất từng thuộc về một chú chó thuộc giống Raiden cao 1,2 m nhưng chú chó này đã chết vào năm 2014. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Giận vợ, phó giám đốc lao xe vào công ty giày khiến bốn người thương dòng, ô tô và kho hàng bốc cháy. Chuyên mục chuyện ngày mới mời quý vị cùng trải nghiệm bộ môn cưỡi ngựa mới toanh giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bản Cà Mon mới chỉ hoàn thành nền đường. Tuyến đường với tổng số vốn đầu tư hơn 195 tỷ đồng thi công gian dở. Trong thời gian dài chịu tác động của thời tiết khiến nhiều đoạn bị xối lở, hư hỏng nặng không thể sử dụng. Câu chuyện được phản ánh cụ thể tại địa phương trong chuyên mục Cà phê không đường sau đây. Chuyên mục Cà phê không đường Tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương vào khu tái định cư Bản Cà Mông được khởi công năm 2011 với kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho người dân, Bản tái định cư Cà Mông và vùng phụ cận Thế nhưng, hơn 10 năm nay, công trình mới chỉ hoàn thành nền đường, những kỳ vọng của người dân địa phương cũng tắt dần theo sự xuống cấp của tuyến đường. Bà Lê Thị Huế, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nói. Bỏ đây là đợt bộ, đợt bộ năm năm đi rồi. Thế là như là dân, kỳ cả là xin lỗi là ông ba trẻ con chỉ là đi, đi đi lại lại cũng khổ Nếu mà đi tới nặng thì nó còn đừ, mưa thì là họ là tổng nữa là tốn khẽ nó tốn cái mông nó thì cũng hồi là khó khó khăn ông lương văn sơn xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an nói rồi đi bổ, đi bộ đi bộ người người đã đi bộ người đã đi xe à, cũng vất vả đường một ừ, đường là chưa làm mà chưa làm mà làm một một đoạn là một đá mà cứ sấp xuống mưa to là có sấp ảnh hư hết được biết, tuyến đường tổng chiều dài hơn 18 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 6 miền núi. Hiện tại, công trình đã giải ngân hơn 72 tỷ đồng, đạt khoảng 37% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên từ năm 2014 công trình phải dừng thi công. Năm 2021, Quỹ ban Nhân dân huyện Tương Dương đã có văn bản đề nghị Quỹ ban Nhân dân tỉnh sở kế hoạch đầu tư xem xét cho dừng thực hiện dự án. Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đến thời điểm hiện nay hiệu quả không cao, không không hiệu quả. Nói chung là không hiệu quả, không phục vụ được đời sống dân sinh kinh tế của nhân dân. Bây giờ nhân dân bản Cà Mong muốn đi đi ra trung tâm xã, đi ra trung tâm huyện để nói chung là đời sống dân sinh thì phải lại đi đường thuyền. Đường thuyền lại phải xuống bến và đi xuống đập thủy điện bản về lại tiếp tục đi ra. Ông La Văn Thái, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An cho biết. Hiện nay thì đã làm Dưng giống như tên thì tầm lưng thì hiện nay cũng rất mong là cả cấp các ngành quan tâm để bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai cái dự án này để người dân bản tái định cư bản cao móng được hưởng lợi vì nó phục vụ không tiếng ở bản cao móng mà phục vụ cho dân bản côi nữa với đặc thù địa hình đồi núi cao độ dốc lớn nên khi mặt đường hệ thống thoát nước chưa được đầu tư nên càng để lâu thì phần nền đường sẽ càng nhanh chóng hư hỏng hàng chục tỷ đồng ngân sách được giải ngân, nhưng đến nay tuyến đường không thể phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Nếu không được tiếp tục đầu tư thì đây là sự lãng phí rất lớn. Thiếu tổ chương trình 24 giờ chuyển động là cụm tin nóng cập nhật về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Chuyên mục tin nóng Thú vị do mâu thuẫn với vợ Phạm Văn Thanh, sinh năm 1977, là phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã lái xe ô tô 4 chỗ lao vào cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận nơi giờ thanh làm việc, khiến 4 người thương vong. Liên quan vụ việc này, công an huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết do mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Sinh, sinh năm 1978, trú tại thôn Phát Xuyên, xã Bạch Đằng, là công nhân của công ty Dày da Phúc Thuận, nên sau khi uống rượu, bia, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Phạm Văn Thanh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15A29677 đến công ty Phúc Thuận rồi lao vào cổng, làm 4 người đang đứng bên trong sân bị thương, gồm chị Phạm Thị Lanh, ngụ xã Kiến Thiết, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị Nhài và anh Nguyễn Hữu Diệt, cùng ngụ thị trấn Tiên Lãng sau đó xe ô tô tiếp tục lao vào khu vực chứa sản phẩm của công ty bên trong sau đó xe ô tô tiếp tục lao vào khu vực chứa sản phẩm của công ty bên trong sân khiến cả xe ô tô và sản phẩm của công ty bốc cháy lực lượng chức năng đã phối hợp với công ty kịp thời dập tắt đám cháy thiệt hại của công ty chưa xác định được do vết thương quá nặng chị phạm thị lanh đã tử vong ba người còn lại bị thương nhẹ hiện công an huyện tiên lãng đang tạm giữ phạm giang thanh để điều tra làm rõ vụ việc Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, phát hiện một người dân có đeo dây chuyền, nhóm cướp đã áp sát ra tay nhưng bất thành. Diễn biến trên một lần nữa cho thấy mức độ liều lĩnh của những tên cướp, người dân lưu ý cẩn trọng khi mang tài sản bên người. Vụ việc xảy ra tại hẻm Hương Lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng nam chạy xe máy, thấy một thanh niên mặc áo trắng, trên cổ có đeo dây chuyền nên đã áp sát giật mạnh. May mắn sợi dây bị rơi lại nên bọn chúng cướp không thành, rồ ga tẩu thoát. Được biết, phía sau tên lái còn có hai đồng bọn có nhiệm vụ cản địa. Vụ việc tiếp theo xảy ra tại khu vực Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ hình ảnh do camera an ninh cho thấy, hai nam thanh niên chạy xe máy mặc áo mưa dừng lại trước một căn nhà người dân đi vắng. Sau khi quan sát, một tên ngồi xe cạnh giới để đồng bọn dùng xà beng cậy khóa cổng ngoài. Tiếp đến, tên này lại cậy tiếp cánh cửa bên trong rồi đột nhập vào căn nhà. Theo anh Phát, một người dân cho biết đối tượng đã lấy một laptop và một điện thoại di động đem ra ngoài đưa cho đồng bọn. Để cẩn thận hơn nhằm tránh bị camera quay lại, tên này đã tìm cách vô hiệu hóa camera, sau đó dắt trộm xe tay ga rồi cả hai tẩu thoát. Còn tại khu vực phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng nơi mua sắm đông người, một người phụ nữ đã nhanh chóng hô biến đồ rồi tẩu thoát. Theo đó, cửa hàng lúc này khá đông khách vào mua sắm. Lợi dụng điều này, người phụ nữ đội nón bảo hiểm mặc áo khoác màu xanh đã trà trộn vào tiếp cận cái tủ giả vờ lựa đồ. Canh lúc không ai để ý, người phụ nữ nhanh chóng lấy vài cái khay cá trong tủ giấu vào người rồi rời khỏi hiện trường. Chuyên mục chuyện ngày mới quý vị thân mến chúng ta đang bước vào mùa hè mùa hè đến thì những môn thể thao ngoài trời càng được ưu ái bởi vừa giúp thư giãn tinh thần vừa rèn luyện thể chất đúng vậy thưa quý vị bên cạnh những bộ môn như xe đạp, chèo súp thì thời gian gần đây bộ môn cưỡi ngựa cũng được giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. tranh thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần nhiều người đã tìm đến khu cưỡi ngựa để trải nghiệm cảm giác thú vị và đầy mới lạ này. À, vậy bộ môn cưỡi ngựa này có gì thú vị? chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục chuyện ngày mới để cùng nhau trải nghiệm quý vị nhé. Chị Nguyễn Trúc Loan, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được trải nghiệm cưỡi ngựa. Tuy có hơi bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với ngựa, nhưng chị Loan làm quen rất nhanh và nhanh chóng thân thiết với chú ngựa của mình. Cảm giác được ngồi trên lưng ngựa, tự tay điều khiển khiến chị Loan rất thích thú. Chị Nguyễn Trúc Loan, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ. Cảm giác nó hơi lạ lạ, cũng vui, nhưng mà cũng hơi sợ một chút. Nhưng mà thấy nó cũng hiền, với lại dễ sờ, sờ lông nó mượt, dễ thương. Nằm tại thành phố Thủ Đức, khu trải nghiệm cởi ngựa này những ngày qua đang được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn là điểm đến cho những ngày cuối tuần. Tuy được xem là bộ môn thể thao thú vị, thách thức, song cởi ngựa cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm nếu thiếu đi sự khéo léo và những kỹ thuật cơ bản. Vì thế, ban quản lý khu trải nghiệm luôn đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu, với những chú ngựa được chăm sóc chu đáo và đội ngũ huấn luyện viên luôn theo sát khách trong quá trình cởi ngựa. Anh Nguyễn Di Khang, huấn luyện viên Việt Can Horse Club, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói: Bước đầu tiên để làm quen với ngựa là mình chảy lòng ngựa rồi xong mình dắt đi vài vòng sau đó mình đóng yên ngựa, sau đó mình lên lưng ngựa. Trước khi lên lưng ngựa mình phải khởi động thao tác tay chân cho nó nhìn nhuyễn cơ thể để mình lên ngựa nó không bị dập bẻ. Không chỉ người lớn mà những em nhỏ cũng được phụ huynh đưa đến để tham gia bộ môn này như một trải nghiệm mới lạ đầy thú vị trong mùa hè. Cưỡi ngựa không chỉ để giải trí mà còn rèn luyện thể chất, giúp người tham gia có thêm nhiều hiểu biết về thế giới động vật và hòa mình với thiên nhiên mà không cần đi đâu xa xôi ngoài thành phố. Em Nguyễn Quý Nhân, quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Con không có sợ, con thấy nó rất là dễ thương. À, em tiếp xúc thì con thấy rất hiền lắm, dễ điều khiển, rất là vui và đáng để thử. ạ à. Chị Phạm Hồng Thùy Trinh, quản lý Việt Gen Horse Club, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Sau giãn cách đó, thì mọi người sẽ thích các, hoạt động thể thao ngoài trời Và bộ môn cưỡi ngựa là một cái bộ môn mới mà mọi người muốn tìm hiểu Thì theo từng tháng thì lượng khách sẽ tăng lên Cái bộ môn này nó vừa giúp về mặt thể thao, có nghĩa là về mặt thể chất nhưng mà cũng giúp về mặt tinh thần Cuối tuần không phải đi đâu xa, chỉ cần ở ngay giữa lòng thành phố cũng có thể tận hưởng không khí trong lành Thông dâm cởi trên lưng những chú ngựa Bên cạnh những môn thể thao ngoài trời đang được giới trẻ ưu ái như đạp xe, chèo súp thì cưỡi ngựa cũng là bộ môn thú vị đáng để trải nghiệm. Cưỡi ngựa trước giờ vốn được xem là môn thể thao quý tộc với chi phí khá đắt đỏ và không quá phổ biến như nhiều môn khác. Thay vào đó, chúng ta vốn thường chỉ chứng kiến bộ môn này trong phim ảnh, thi đấu thể thao mà thôi. Thế mà nay chúng ta đã có thể cưỡi ngựa ngoài đời thực, chắc chắn là Kiều tiên phải đến để trải nghiệm mới được. Chắc chắn luôn rồi, ngoài việc rèn luyện sức khỏe và trí dũng của tuần, môn thể thao cưỡi ngựa còn giúp người tham gia có thêm hiểu biết về thế giới động vật và hòa mình với thiên nhiên mà không cần đi đâu xa xôi ngoài thành phố. Và câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ Kiều Tiên và Việt Anh xin kính chào và hẹn gặp lại.